Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mã Lenovo ThinkPad L15 ha. B774 là mã mình đặt cho máy. Cái này 10 màn hình 15.6 inch, mẫu máy sản xuất năm 2021, rất là chất lượng. Giá thì rẻ thôi mọi người. Ai cần cái con 15.6 inch là màn to nè, bền bỉ làm việc, con cái học hành online, ngay cả sinh viên học sinh đều sử dụng được thì con này là ok lắm luôn. Giờ mình sẽ quay rõ cái ngoại hình nha. Cái ngoại hình đó thì trên cái dòng ThinkPad thì có con nào cũng vậy, nó được phủ cái lớp lụa đó mọi người, cái lớp lụa nè. Lớp này thì nó cũng còn đẹp nè, nó ít bị trầy mòn, chữ Lenovo không. Đây. Trầy xước thì không có nhưng mà có cái dấu hơi mòn bóng đã qua sử dụng là có nha mọi người. Nhìn chung thì thấy nó đẹp này, nhìn nghiêng vài cái vết hơi mòn, cái này là xước nhẹ nè, rất là nhẹ không hề bị cợm nhưng mà có cái dấu hơi bóng một chút. Và ở bên này cái trên cái chỗ này thì thấy cũng đẹp. Cái này cũng nói chung là chỗ này đẹp nha, tương đối sạch sẽ, có vài cái vệt hơi bóng nhẹ nhẹ không ảnh hưởng gì tới cái ngoại hình của máy này. Thế này cũng gọi là sạch sẽ đẹp rồi mọi người. Bây giờ mình quay ra bên này, nó sạc Type C ha, kết nối Type C nè, USB HDMI, thẻ nhớ, rồi mạng LAN, đầy đủ các ngõ kết nối và sạch đẹp. Cái mặt bên này cũng đẹp ha, rồi bên này nữa cũng đẹp mọi người, sạch đẹp. USB tai nghe. Giờ vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn và mình báo giá nha. Màn hình là 15.6 inch, màn hình Full HD và sáng đẹp mọi người, và có khả năng bật 180 độ như thế này. Phím thì rất là đẹp luôn á, không có hề bị mòn hoặc mờ một cái chữ nào hết, mà cũng không có bị bóng nữa. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, là dán vào là che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế rất là đẹp luôn mọi người. Đẹp đẹp. Bên này cũng đẹp ha, nói chung là cái phần ở đế ở dưới này là mình thấy như vậy là đẹp rồi. Trên cái màn hình 15.6 inch thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái cấu hình cái đã nha. Đây là i5 Gen 10, RAM 16GB, SSD là 256. Mọi người có thể nâng cấp cả RAM và cả SSD đều được hết, nhưng mình nghĩ cái cấu hình này là cũng ok lắm rồi. Mọi người Gen 10 thì khỏe rồi, RAM 16 thì mát, khỏe. Độ phân giải màn hình đó là Full HD. Mình có chiếc cái series máy luôn. Đây mọi người hay nói là L15 này, series đây, máy sản xuất năm 2021 nè. ThinkPad thì nó rất là bền, chất lượng có tiếng xưa giờ rồi. Máy này thì hoạt động hoàn hảo bên trên 3 giờ. Có là trên nền trắng nó có phản quang rất là nhẹ. Một cái chỗ này để mình bấm cho mọi người xem nha. Đây mọi người nhìn thấy là nó bình thường không có cái nào đậm hết, có này rất là nhẹ thôi. Rất là nhẹ cái chỗ này, hơi nhẹ, hơi trắng nhẹ trên nền trắng, còn lại là không vấn đề gì, không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Chút xíu vậy thôi. Và phản quang này nó không có gây ảnh hưởng gì hết, nó là trên cái tấm phản quang thì đôi lúc vận chuyển hay tì đè cái tấm phản quang phía trước nó hằn ra phía sau nhẹ một tí, làm cho hơi trắng trên nền trắng, nền khác là không sao, không vấn đề gì và không ảnh hưởng gì hết trơn á. Sử dụng là bình thường. Rồi mình báo giá mọi người, máy kèm sạc zin hoạt động hoàn hảo pin trên 3 giờ, giá 6 triệu, ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.